Tôi xin kể lại một câu chuyện rất thương tâm. Xảy ra thảm cảnh từ lá ngọc cành vàng bỗng rơi vào chiến cuộc đau thương. Vào một đêm khuya súng nổ vang, nhà cửa cháy tan tành. Ba bị bắt đi, mẹ con chú lao vào mưa gió. Đôi khác đoạn trường tìm đường lánh nạn phương xa. Đến ngôi chùa kia, mẹ gửi chú nơi đây, xin sư ông cho chú nương nhờ. Thương mẹ đi xa, chú đau xót trong lòng. Đầm đè chú cứ gọi mẹ ơi, bè bán xung quanh hỏi ăn xóm chiều. Bạn hãy nín đi, mẹ sẽ trở về. Những buổi kể kinh sứ ông đăng đàn thiết pháp, chú tiểu hòa kia đã dần thấm nhuần đạo Phật tử bao giờ. Chú bắt chước sứ ông cũng thiết pháp ta đăng đàn, lời Phật dạy giang giang trong điền. Chú thiết chẳng sai lời nào sư ông đã truyền câu, thanh tịnh tâm hồn lòng như ước ao. Chú sẽ là một pháp sư tí hoan giảng đầu, luôn mong trao truyền lời giải của ân sư, giúp mọi người sớm ngộ ra đường giải. Nở xin mẹ cho ở lại hôm
xóm chuyện cần tiếng kể lời à kinh. Mẹ mấy lần khuyên chú đi theo, thấy chú nhất quyết mẹ đành quay gót. Nhìn dáng mẹ liêu xiêu trong bóng chiều sắp tắt, chú đứt ngỡ xa thầy chạy theo gọi mẹ. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã 15 năm xa dân. Mái chùa xưa vẫn hiu phong cổ kinh, mà bóng người đi chưa trở lại lần. Thời gian vẫn cứ trôi qua, cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Bao chàng trai trẻ đổ máu xương ngã xuống, thân xác cha mẹ yêu thương giờ nằm lại nơi nào. Mỗi mòn đời con mẹ chú cùng qua đời, đâu hay chú Hòa đã bỏ mình nơi chiến trận. Trăng trôi nhờ bạn mình đưa chú trở lại chùa xưa, để chú ngày ngày nghe sách kể chiều kinh, trau sửa mình cho tâm tư an lạc, theo ước nguyện cho bạn an lòng nhắm mắt. Bạn tìm gặp sư ông với lòng trĩu nặng buồn. Xúc động khi nhìn tấm ảnh của trò xưa, đôi mắt u buồn như buông lời muốn nói. Thầy ôm di ảnh mà lòng buồn rười rượi, ta biết thế nào rồi con cũng trở lại đây. Biết con đi rồi thì nghiệp chướng sẽ chẳng hay, nhưng thầy cũng không thể nào được. Thôi thì nay con đã trả xong nợ nước, giờ hãy theo ta ra lại trước Phật đài. Nam mô Tam Bảo mười phương, chứng minh cho trẻ tìm đường về đây. Nguyện cầu trước đấng như